Các thí sinh của cuộc thi họa hoàn vũ diễn ra Israel vào tháng 12, hôm 30 tháng 11 được tham quan ở thành cổ Jerusalem. Các người đẹp mang khẩu trang chụp hình lưu niệm trước thành cổ linh thiêng. Israel sẽ tổ chức cuộc thi họa hoàn vũ năm nay tại khu nghỉ mát Eilat trên biển Đỏ vào ngày 12 tháng 12, dù đã ban hành lệnh cấm du hành để khống chế sự lây lan của biến thể mới của Covid là Omicron. Hôm 27 tháng 11, Israel loan báo sẽ cấm nhập cảnh với người nước ngoài, kéo dài thời gian cách ly đối với công dân trở về từ nước ngoài và tái áp đặt lệnh gây tranh cãi về việc giám sát qua điện thoại di động để truy vết lây nhiễm. Bộ trưởng du lịch Israel cho hay sẽ miễn áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với thí sinh cuộc thi họa hoàn vũ, nhưng họ có thể phải xét nghiệm Covid hai ngày một lần cùng những biện pháp cẩn trọng phòng dịch khác. Truyền thông Israel cho hay đã có một thí sinh được chuẩn đoán mắc Covid giới chức bộ y tế israel cho biết nước này đang lên kế hoạch an toàn cho cuộc thi hoa hậu hoàn vũ và có thể giới hạn nhập cảnh đối với những người đẹp đến từ các quốc gia có nguy cơ covid cao